4 đồng giá 2 ngàn, quẹo lỡ lụm lỡ mua sai bà con cô bác ơi. Đây là gian hàng bán đồ sale này của chú anh chị. Quẹo lỡ lụm lỡ mua sai bà con cô bác ơi. Tất cả đồng giá có 2 ngàn thôi. 2 ngàn một món đồng giá 2 ngàn, quẹo lỡ lụm lỡ mua sai bà con cô bác ơi. 2 ngàn không? 2 ngàn một món đồng giá 2 ngàn, quẹo lỡ lụm lỡ mua sai bà con cô bác ơi. Bu nào mới mua đây mà cũng tiền rồi. 2 ngàn một món đồng giá 2 ngàn, quẹo lỡ lụm lỡ mua sai bà con. Đó, đồng giá chỉ có 2 ngàn một món thôi này cô chú anh chị. 2 ngàn một món đồng giá 2 ngàn, quẹo lỡ lụm lỡ mua sai bà con cô bác ơi. 5 ngàn một bánh phải vô cô bác ơi. 2 ngàn một món đồng giá 2 ngàn. Nè anh trai ơi, anh trai trả tiền nè. Nè trả tiền nè. Bánh này ngon, 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 bánh này. Dạ kính thưa cô chú anh chị và các bạn, đây là khung cảnh của chợ ông Bảy à. Hôm nay em đưa xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng em đến tham quan chợ ông Bảy nha. Tuy là chợ nhỏ thôi nhưng bà con mình ở đây rất là vui vẻ thân thiện à. Em xin chúc cô chú anh chị có một ngày mới an lành nha. Dạ đây là cô Nguyễn Thị Bé Ba. Dạ cô Nguyễn Thị Bé Ba, cô vô này mới ăn sáng, ăn trễ quá cô. Thường ăn trễ không à, không ăn sớm được. Dạ. Ở đây là quán nhà mình hả cô, hay là cô người ở gần đây? Cái đó ở gần đây nhà quán gì vậy ta? Dạ con quay quán con đưa lên tivi đó. Vậy hả? Dạ. Cô muốn lên hình không? Con quay cô nãy giờ là cô lên tivi luôn rồi nè. Mai mốt mở tivi là thấy cô đó ha. Dạ. Ở quán này mình bán cái món gì vậy ta? Bún cá, bún riêu, bún thịt xào. Dạ, bún cá, bún riêu, bún thịt xào. Dạ, kính thưa cô chú anh chị và các bạn, ở đây là chợ ông Bảy, cô chú anh chị có xa quê, có dịp nào về lại quê hương mình ha, đi ngang chợ ông Bảy, ghé vào ủng hộ quán mình tên gì ta? Quán Diễm Tường. Dạ. Lấy cái bảng mà chưa lấy. Dạ, con chưa lấy cái bảng. Chưa lấy bảng. Dạ, xin mời cô chú anh chị ghé quán Diễm Tường. Cá ngà mua ổn tiền 8 ngàn. Cái bảng rồi, để chưa lấy. Ghé quán Diễm Tường để ủng hộ em gái nha, em gái bán bún cá. Bún cá rồi, bún cá, bún riêu, bún cá, bún riêu và bún xào. Dạ. Bún thịt xào. Cô đi chợ về hả cô? Không, ở đây quán tôi nè. Ở đây quán cô? Ôi trời ơi, vậy nãy giờ chủ quán đây mà không biết. Nè, dâu tôi nè. Chàng ơi. Hèn chi bà chủ vui vẻ quá trời luôn à. Dạ thôi em mời cô chú anh chị và các bạn cùng em tham quan chợ ông Bảy một chút xíu nữa nha. Thôi ăn tôi cũng cá vậy. Dạ chút xíu nữa con còn ghé con bỏ cái xe của con đây nè. Dạ. Cô ơi cô ăn sáng ngon miệng hả cô ha. Dạ con đi không cần. Hồi nãy ghé thì ông khách chứ lắm tại cấp thời tan khách rồi chứ. Dạ đúng rồi tan rồi con biết mà. Rồi ghé nãy đông lắm. Tại con không có biết đường đi đâu, con đi hỏi thăm lòng vòng giờ mới tới đây đó. Cô ở đâu đây? Con ở gần khu Mương Lớn á. Quay trong tỉnh dạ. An Giang vậy ha. Dạ con quay trong tỉnh An Giang, quay chợ mới mình rồi cũng quay vòng vòng nhiều chợ lắm. Về ha, ghi bấm vô chữ ấm áp miền Tây. Đó là thấy cái tổng cái quán mình nè ha. Quán Diễm Tường. Dạ quán Diễm Tường. Đặt cái bảng rồi mà chưa lấy. Trời ơi, đặt cái bảng rồi mà chưa lấy. Quán gì mà mới bán sao mới có tháng nay à? Dạ. Nhỏ. Cũng đông khách lắm hả cô ha. Đông khách. Thôi kệ mình bán mình vui vẻ mà giá cả phải chăng mà ngon nữa rồi là cái giá cũng rẻ nữa. Dạ. Thôi kệ. Cá có 10.000 à. Dạ từ từ. Riêu thì 15. Dạ. Thịt. Thôi con đi vòng vòng đã cô ha, chút xíu nữa con quay ra đây con làm bà tám ha. Rồi, tám cũng làm cá nha. Cái này tặng cho. Dạ để chút xíu nữa rồi tính chứ con không có ăn sáng. Hồi đó giờ con không ăn sáng thôi con đi quay chợ chút xíu ha. Em gái bán bánh mì giờ này hết trơn rồi, giỏi quá ta. Đây là xe bánh mì nè cô chú anh chị. Bánh mì của chợ ông Bảy nè, nhưng mà ôi sao chợ vắng không có ai trơn ta. Tan chợ nó mất tiêu hết trơn rồi. Đây là những hàng quán cuối đầu chợ đây nè cô chú anh chị. Đây chỉ là chợ nhỏ thôi nhưng mà bà con mình buôn bán cũng vui vẻ thân thiện lắm, rất là thật thà hả. Dạ thôi em mời cô chú anh chị cùng em đi tham quan một chút xíu nữa nha. Dạ xin chào chị ơi, sao mình bán được không chị?
cũng được, thì bán thì bữa đắt bữa chúng, bữa đắt bữa chúng. Dạ, hôm qua mùng 5 thì chắc bán được hả chị ha. Mình ở đây chợ nhỏ cho nên em thấy cũng thương người quá. Dạ. Dạ. Thôi em cảm ơn chị ha. Ở đây mình bán gạo ha chị. Dạ. Dạ. Rồi bán luôn thì mấy cái đồ phụ này nữa là cũng tiện quá ha. Dạ. Thôi em cảm ơn nha, em đi một vòng nữa. Em quay dần cho bà con mình xem những cái chợ nhỏ, chợ lớn thì em cũng quay hết trơn á. Dạ, em quay em đăng lên TV á chị. Vậy là mình ở đây mình nhóm vậy thôi đó hả chị? Dạ. Dạ. Dạ, tại em không biết đường. Em hỏi thăm em đi hoài, mới tới đây thì tới đây tan chợ mất tiêu. Dạ. Thôi kệ. Dạ, thôi kệ mình. Dạ. Thôi thì kệ chứ biết sao giờ, thì tới thì cũng phải quay cho bà con mình biết. Tại vì những bà con mình nó xa quê xa xứ, rồi cũng muốn quay chợ lớn chợ nhỏ gì hết, thì người này ở khu này, người ở khu kia, thì là người ta nhìn xem ta đỡ nhớ quê, đỡ nhớ nhà. Cho nên là em đi quay để em đăng lên, chị về chị bấm vô trong cái điện thoại, chị bấm lên ấm áp miền Tây á. Dạ. Là chị thấy các chợ mình đây ha, và thấy chị thấy gian hàng mình đây luôn nè nha. Dạ. Nhưng mà này hai ngày nữa em mới đăng lên. Dạ. Hôm nay em đăng chợ khác rồi, em quay nhiều lắm, chợ Kiến An, cái Xoài gì em quay hết. Bấm lên TV mình ha. Dạ, trên nếu chị bấm lên TV chị bấm chữ ấm áp kênh ấm áp miền Tây. Dạ. Dạ là sẽ thấy. Dạ. Thôi em cảm ơn chị nha, em xin phép em đi một vòng ha. Dạ. Giờ này trưa nắng bà con về hết trơn rồi, chỉ quay hàng quá thôi. Dạ. Dạ, kính thưa cô chú anh chị và các bạn, hôm nay em chỉ mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm cho em. Bởi vì em cũng không có biết đường, em phải là không phải là người dân bản xứ ở đây ạ. Cho nên là em không biết đường, em hỏi thăm hoài mới đến được cái chợ ông Bảy này. Chỉ là chợ nhỏ thôi cô chú anh chị, nhưng mà bà con ở đây buôn bán rất là thân thiện, dễ thương nè. Đây là cái chị bán gạo. Dạ, chị giới thiệu tên cho bà con mình biết đi chị. Chị Chuối. Dạ. Tên thì cũng là cái tên mà đâu có sao đâu. Dạ, cho bà con mình biết mà mốt ghé ủng hộ mình thôi, có gì đâu. Dạ, đây là gian hàng của chị Chuối bán gạo đây nè cô chú anh chị. Bây giờ này em tìm được đến đây, em hỏi thăm được rồi đến đây thì cũng tan chợ mất tiêu rồi. Bởi vì đây là chợ nhỏ thôi. Đây là khung cảnh, quan cảnh của chợ nhỏ mình ở đây, chợ ông Bảy đây ạ. Cho nên bà con, cô chú anh chị thông cảm giùm em nha. Đây là cái cầu. Nếu mà mình đi qua cầu này mình hỏi thăm thì sẽ đến chợ, chứ đến chợ Kiến Bình đấy à. Dạ. Còn đây chỉ là chợ nhỏ bán theo khu vực khu xóm mình thôi. Mà giờ này em hỏi thăm đường đi đến đây được thì là nó cũng trễ rồi. Bây giờ bà con mình đi chợ về hết rồi. Bà con mình đi chợ về hết rồi. Bây giờ chỉ còn người bán thôi cô chú anh chị ạ. Em xin lỗi nha vì vậy em đến trễ. Mong cô chú anh chị thông cảm cho em ha. Thôi em mời cô chú anh chị đi xuống dưới cái dốc này. Đây là cái dốc nè, rất là sâu nè. Em mời cô chú đi, anh chị đi xuống dưới này tham quan xem những bà con mình buôn bán như thế nào nha. Quay gì á? Dạ, em quay đăng lên YouTube đó chị. Dạ, đây là chợ ông Bảy đây ạ. Dạ. Em đến trễ quá, con đến trễ quá cô, cho nên là bây giờ người mua đi về hết trơn rồi, còn người bán. Là sáng giờ bán được không cô? Dạ, không được lai gai. Dạ. Tên gì? Dạ, ấm áp miền Tây á anh chị. Ấm áp miền Tây. Dạ. Ấm áp miền Tây hả? Dạ, ấm áp miền Tây. Nhưng mà mở lên cái đó nó có. Đó, mình gõ mấy cái chữ như vậy là sẽ có cái kênh này. Dạ, mình thấy tất cả những người mình ở đây nè, rồi khung cảnh chợ mình ở đây nữa nè. Người quay này có làm gì không? Dạ không, con đăng lên tivi thôi. Dạ. Dạ, ai có điện thoại thì coi, không có thì coi tivi. Nhưng mà thầy qua cái mạng á. Dạ. Có ấm áp miền Tây. Dạ, trong nước ngoài nước thì cũng xem hết á cô, xem được hết á. Dạ. Ấm áp miền Tây là có. Dạ có, con quay nhiều chợ lắm. Chợ Cái Xoài, chợ Mương Lớn, rồi chợ mới thì con quay hết. Nhưng mà bà con cũng thường ủng hộ nhiều lắm. Sáng giờ mình bán được không chị? Dạ bán qua mùng năm rồi bác không chậm. Dạ. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, bà con nào cũng vậy, cũng than quá trời luôn hà. Mưa bão vừa xong và cũng ảnh hưởng đến mùa dịch nữa, cho nên bà con mình buôn bán cũng chậm. Chỉ được có một ngày, mùng 5 ngày hôm qua thôi. Ngày hôm qua mùng 5 thì bà con mình đi chợ mua sắm và để về sum họp với gia đình, cho nên tề tụ về ngày mùng 5 rất là đông. Rồi đi chợ mua sắm cúng nè, cũng ông bà nè, xong rồi là có những bữa tiệc sum họp gia đình nữa, cho nên bà con đi chợ mua sắm rất là đông. Còn hôm nay thì vắng lắm nè cô chú anh chị.
Dạ, ở đâu cũng vậy hết, ảnh hưởng mùa dịch cho nên rất tội nghiệp cho bà con tiểu thương mình ở đây buôn bán cũng vất vả mà không có được cái thu nhập gì được bao nhiêu hết. Dạ, hôm nay em đưa cô chú anh chị đi tham quan một vòng chợ ông Bảy này, tuy là chợ nhỏ thôi nhưng bà con buôn bán rất là thân thiện dễ thương. Thôi thì tuy là chợ nhỏ em đến trễ nữa cho nên bà con đi chợ mua thì đã về hết rồi, bây giờ chỉ còn người bán thôi. Thì em cũng muốn là cho bà con mình nhìn lại cái khung cảnh của quê hương mình như vậy thôi. Mong cô chú anh chị thông cảm cho em nha. Bởi vì là em đến đây trễ đó cho nên là người đi chợ về hết rồi, chỉ còn những bà con mình ngồi bán thôi hả. Chợ nhỏ cho nên cũng ít người nữa, cô chú anh chị thông cảm cho em nha. Dạ thôi em mời cô chú anh chị. Dạ, em mời cô chú anh chị cùng em đi tiếp nha. Đây chỉ là chợ nhỏ thôi à. Tuy là chợ nhỏ nhưng tình cảm của bà con mình ở đây thật là ấm áp à. Bà con mình ở đây thân thiện, vui vẻ và bán hàng cũng là nhiệt tình và thật thà lắm à. Có dịp nào bà con cô chú anh chị về ngang qua chợ ông Bảy ha, thì ghé vào để mua và ủng hộ cho bà con mình với nha. Đây chỉ là chợ nhỏ thôi cô chú anh chị thông cảm cho em nha. Em đi đến đây, em hỏi thăm đường đi đến đây được thì là đã trễ rồi cho nên bà con mình đi chợ sớm về hết rồi ạ. À. Dạ, chợ nhỏ nữa cho nên là bây giờ chỉ còn người bán thôi, người mua về hết rồi, cô chú anh chị thông cảm cho em nha. Ấm áp miền Tây đó con. Ờ à, đúng rồi, ấm áp miền Tây ha con trai. Cũng 50 lần trước nữa. Vậy hả? Đâu mọi người nha. Con tên gì giới thiệu luôn đi con. Con tên là Thiện. Con tên là Thiện hả? Dạ. Ờ hôm nay con được nghỉ hè phải không? Rỡ nhà phải không? Dạ con, chú con là Thiện biết. Mọi người nhớ ủng hộ mình nha. Dạ, rồi con chờ chút xíu nè. Dạ, kính thưa cô chú anh chị và các bạn, em bé này đây tên là Thiện Vlog và em cũng có một kênh riêng của em trên YouTube nữa. em nói với mơ ước của em là em rất thích làm YouTube mà hiện tại bây giờ em đã làm rồi và em có một cái kênh riêng của em là Thiện Vlog. Không ai đăng ký hả? Rồi về cô xem cô sẽ đăng ký cho con ha. Cô sẽ đăng ký ủng hộ con ha. Thương quá à. con học lớp mấy rồi Thiện? Dạ con nghỉ học rồi. Vậy hả? Con thấy con quay con mới giao lưu với cô. À con mới giao lưu với cô hả? Cô cảm ơn con nha. Rồi cô sẽ về vào kênh Thiện Vlog để ủng hộ con ha. Bà con cô chú anh chị ơi, hãy vào kênh Thiện Vlog để ủng hộ cho em trai này với nha. Em bé dễ thương quá nè. Bye bye mọi người. Cảm ơn con nha. Bye bye con. Đúng rồi, ấm áp miền Tây ha con ha. Trời nó lạnh ghê. Dễ thương quá trời à. Tội nghiệp ghê không? Trời thấy cưng ghê đó, để về cái xe ủng hộ đó. Anh giơ tay về đến tay bóc coi rồi nha. Thương quá trời luôn à. Nói chuyện thật lắm. Chợ Mỹ đây bán mấy giờ tan vậy chị? Giờ là tan rồi đó. Giờ là tan rồi đó. Bà con đi chợ xong hết thì chỉ có mình em còn la cà ở đây thôi đó. Tại vì em đâu có biết đường đâu, em đi hỏi thăm người ta chỉ chợ nào em cũng đi hết á. Tại vì đi quay hết ở trong huyện mình, chợ này chợ kia cho bà con xa gần người ta xem cho đỡ nhớ nhà. Cho nên là đi quay như vậy rồi cái tới chừng hỏi thăm đường ta. Mấy người xa xa rồi đó. Đúng rồi. Tại vì cũng có người xa quê xa nhà chứ, rồi người ta nhớ nhà nhớ quê chứ. Ha. Người ở chợ này chợ kia hoặc là người ta biết chợ đó mình quay lên ta nói mẹ tôi kìa rồi dán hàng đi. cái chợ đó quê của mình ha. Chợ quê của mình đó ha, đó vậy đó. Thì tâm lý cũng vậy thôi, giống như mình thôi, mình đi xa quê mình nhìn lại quê mình cũng thấy mình nhớ chết luôn á. Thôi chị bán hàng đi ha, em đi một vòng nữa rồi cái này túm lại là ngày mai bán tiếp đúng không, hay chợ chiều? Chợ chiều bán ở đâu? Chợ chiều có mương lớn hả? Mương lớn có chợ chiều hả? Mương lớn không nhớ, mà nhớ trường học Yên Đê á, đi xuống á, mương lớn đi xuống chứ. Không biết. Đó không? À, ở dưới trường học á, trường học cấp 1, cấp 2 được phải không? Kiến Thành á. Rồi mương lớn thì để xuống á. Vậy sao chị đi quay hoài không gặp cha?
Tại vì em bán 10 triệu đó mà. À hả? Em bán đã bán sao? Em bán triệu. À, em có bán chợ nhỏ nhà thờ không? Ham nhà thờ mình có bán những à. Bán với trường hợp với. Ừ. Thôi kệ mình xiên mình đi chợ vậy là mình cũng có đồng ra đồng vô cũng đỡ ha chị ha. Có phải đi làm mướn làm công gì hết. Đó. Đó. Dạ không, em quay kênh này của em. Dạ chứ không ai mướn em hết á. Em làm cái kênh này của em, chị bấm ấm áp miền Tây là chị thấy kênh em quay từ chợ mới rồi chợ xã này xã kia em quay nhiều lắm. Dạ. Tại vì mùa dịch đó, em không có đi xa. Em chỉ quay vòng vòng các chợ trong trong huyện mình thôi. Mình cũng sợ á chị đi xa. Em ở gần đây nè, cũng ở mấy xã gần đây thôi. Dạ, cái gì? Em cũng ở nói chung là em cũng ở gần đây đó. Dạ. Chị bán ở đây không từ đó giờ hả chị? Buổi chiều chạy đi dọc đường đó. Dạ. Em gái quay mặt lại coi em gái. Mắc cỡ đi luôn. Chồng tao. À, thì bấm chữ ấm áp miền Tây đó thì là vô là thấy hả? Ừ. Thôi bán hàng đi ha. Đi một vòng cái coi. Dạ. Còn đây là cũng là rau muống đồng mình đây nè. Rau muống ở dưới ao mình đó cắt lên cho nên nó có những cái đọt dược ngon như thế này nè. Rồi cái là mua cá. Đó, mua cá này xong cái qua mua rau muống này gì nó canh chua luôn. Đúng không em gái? Đó rất là tiện vậy đó. Trời ơi, cá tươi của nó đang bơi 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 này, lấy cái này bán chút xíu là hết rồi. Cá xịt bán như vậy. Ừ. Ngon quá trời luôn à. Nó tươi nó bơi vậy đó. Mua cá xong cái quay ra qua mua rau muống nữa là bữa cơm gia đình của mình thật là ấm áp luôn rồi. Dạ, đây là chợ ông Bảy nha cô chú anh chị. Đây cũng bà Hạnh. Bà kêu béo lên mua rau mà đâu còn đâu. Đó, đây là quang cảnh của chợ ông Bảy mình đây ạ. Mẹ là hầu ở chị đâu ấy đâu. Ai mà dặn đâu. Cái